xích. Thứ hai, kèo solo kia bùm giữa Đức và Trung Đắk Lắk. 8 điểm tới. Trung phát bóng trước. 1-0. Nữa. Bên kia cái đống kìa, lấy kìa, 5 cây thần. Bên kia 8 đó. Đầu rồi bên kia 8 đó. 2-0. Ông má nãy quýnh vậy thì thằng đâu có thua đâu, 5 gói đâu mà. Ủa? Mới à? Ủa ông gì đưa mà? Đá cho ông mà, đưa cho ông mà. Đá cho ông mà. Ba không. Quên ông kia, ông kia quên năm gói thua. Năm gói đó, đó đủ chưa? Tôi đủ rồi. Đủ hay gì? Đó là thằng nè. Nè hái hai gói nè. Bóng ngoài. Trời ơi, đéo dám vô bạc luôn. Má nó bị động người ta bỏ luôn. Má nó lớn cơm ơi, đã buồn quá. Ôi bậy à, bồ ơi, bồ biết chơi không vậy? 4-0. Nãy đâu có đổi đâu. Hết chung kết. Năm không. Sáu không. Tám điểm à? Bóng ngoài. 1-6. Ông sáu đang hai á. Bảy một cho Đức. Anh quýnh cho người ta cái xe này, người ta lấy xe tao về Đắk Lắk bả luôn rồi. Sắp tắt nguồn rồi đó. Bóng ngoài. Đức thắng. 8-1. Chung kết cái gì? Giờ có đẩy cái xe rùa đẩy ông vô xanh, ông không dám vô nữa.